À, chào đón nhà mình tiếp tục quay trở lại với đồ cỏ Cần Thơ vào một clip mới nhất vào buổi chiều tối ngày 24 tháng 10. Thì đến với clip buổi chiều tối ngày hôm nay thì bên đồ cỏ Cần Thơ em cũng sưu tầm được rất là nhiều sông bông đẹp để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình trong video hôm nay. Xem được đừng tiếc cho em xin một like, được đăng ký kênh cả nhà mình nha. Và mã số 1 đầu tiên là giới thiệu với cả nhà mình có về được một bộ bàn đồng của Pháp cực kỳ đẹp. Một bộ bàn này tổng trọng lượng là khoảng 80 kg, đường kính mặt bàn là tầm khoảng 68 cm nha, một con số lộc phát cực kỳ đẹp ha. Và tổng trọng lượng của nguyên bộ này, một bộ này nó sẽ bao gồm là một cái bàn, bốn cái ghế chất liệu bằng đồng. Đó, đây cả nhà mình xem ha, rất là dày, rất là nặng, bảo hành là xài 3 đời chưa hư nha. Đó, cực kỳ đẹp ha. Bằng đồng thì chủ yếu là nó cũ rồi mình đánh bóng lại thôi, với một cái tích là nho sóc cực kỳ hay nha. Đường kính của mặt ghế là tầm có khoảng là 34 cm, và chiều cao là tầm có khoảng là 84 cm ha. Chọn bộ này nặng khoảng 80 kg, chất liệu bằng đồng, full đồng ha. Đó, cái này anh có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ nha. Đây là mã số 1 trong video hôm nay, có giá giao lưu với cả nhà mình cho mã số 1 cái bộ vàng như thế này là 48 triệu đồng cho mã số 1 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ trực tiếp qua hai số điện thoại bên trên màn hình giúp em ha. Đây là mã số 1. Mã số 2 trong video hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình có về được một trong những cái đỉnh trầm cực kỳ đẹp nha. Đây là một cái đỉnh trầm Huế. Đây là hàng thủ công cực kỳ đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Nhỏ nhưng mà rất là nặng nha. Đây là hàng thủ công của Huế làm nha. Tổng trọng lượng là tầm có khoảng là 2 kg cho một cái đỉnh như thế này. Xong trầm Huế thì cả nhà mình cũng biết rồi ha. Đây cả nhà mình xem đây. Rất là dày, hàng thủ công nha, rất là dày, rất là nặng. Đó, ở đây là mặt trong đây ha. Hai bên này, hàng thủ công nha, rất là dày. Đây cái nắp. Đó. Đây là mã số 2 trong video hôm nay. Một cái đỉnh trầm Huế. Và cái này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000. Nó nhỏ nhưng mà nó có vỏ nha, cực kỳ đẹp ha. Chiều cao tổng thể của cái này tầm khoảng 19 cm thôi. Bề ngang thì tầm có khoảng là 18 cm. Cực kỳ đẹp, một trong những cái đỉnh song trầm rất là đáng để sưu tầm nha. Đỉnh trầm Huế. Chất liệu bằng đồng, rất là dày, rất là đẹp. Đây là mã số 2 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình ha. Đây là mã số 2 nha. Rồi, tiếp theo mã số 3. Mã số 3 thì cũng là một cái đỉnh trầm Huế luôn ha. Đây là mã số 3 có trong video hôm nay. Đây là một cái đỉnh sông trầm Huế luôn. Chất liệu bằng đồng. Đây cái này xem ha, cực kỳ đẹp nha. Đây là mã số 3 trong video ngày hôm nay ha. Thì có tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 15 cm. Bề ngang là có khoảng là 14, chất liệu bằng đồng. Đây là một những đỉnh sông trầm của Huế luôn nha. Đây cái nào cùng xem, cực kỳ đẹp ha. Và cái như thế này có giá giao lưu với cả nhà mình là 1.5 triệu nha. 1.5 triệu cho một cái đỉnh trầm Huế. Ba cái chân gời đây, ba cái chân này nó có ba cái chỗ để gắn vào ha, cực kỳ đẹp. Đỉnh Huế nha. Đây là mã số 3. Mã số 3 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 hôm nay cũng còn được một cái đỉnh Pháp Lam. Đây là mã số 4 trong video hôm nay. Đây là một cái đỉnh đồng Pháp Lam. Đó. Đỉnh Pháp Lam này tổng trọng lượng là khoảng 1.2 kg. Chiều cao của đỉnh Pháp Lam là rơi vào khoảng là 20-25 cm. Bề ngang tổng thể là 20. Chất liệu bằng đồng Pháp Lam. Đây cái nào mình xem ha. Và cái đỉnh này có giá giao lưu với cả nhà mình một cái đỉnh đồng Pháp Lam như thế này. Đây mã số 4 có giá giao lưu với chúng mình là 2.200.000 cho mã số 4 trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 5. Rồi mã số 5 của ngày hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình còn được một cặp tỳ hưu. Rất là to đẹp nha. Ở đây cả nhà xem ha. Cặp tỳ hưu rất là to. Đây là một cặp tỳ hưu rất là to, rất là đẹp ha. Rồi đây, mặt xa bên này. Tổng trọng lượng là khoảng 5.2 kg. Và chiều dài tổng thể là có khoảng là 26 cm. Chiều cao là có khoảng là 19. Chất liệu bằng đồng và một cặp tỳ hưu như thế này. Đây cả nhà cùng xem nha. Rất đẹp ha. Và có giá giao lưu cả nhà mình là 2.5 triệu. 2.5 triệu cho một cặp tỳ hưu như thế này. Đây, cả nhà cùng xem đây. Cực kỳ đẹp ha. Đây là mã số 5 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay ha. Mình có nhu cầu sưu tầm cứ liên hệ nha. Đây mã số 5 ha. Rồi tiếp theo mã số 6 ngày hôm nay là còn được một con rồng.
Đó, đây là một con rồng ha, một con rồng nhã ngọc phun châu nha. Đây một con rồng cực kỳ đẹp. Thì đây quay một vòng cho mình xem ha, nhã ra một viên ngọc chất liệu bằng đồng. Và con rồng này tổng trọng lượng là khoảng 5 kg và chiều cao tổng thể là có khoảng là 38 cm, bề ngang là có khoảng là 25, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay là 1.900.000, bao phí ship toàn quốc cho mình cho mã số 5 trong video ngày hôm nay ha. Mã số 5. Rồi thứ hai mã số 6. Mã số 6 thì giới thiệu với cả nhà mình một sản phẩm đồ đồng đào ha. Đây là một trong những cái bình chất liệu bằng đồng nha. Đồ đào ở trên hình ảnh có hình ảnh một con chim cú đây cả nhà mình xem ha. Cực kỳ đẹp nha. Và đặc biệt trên thân cổ bình là có khắc ăn mòn chữ trên đây. Hình ảnh trên đây là quai, là quai rồng. Đó, cực kỳ đẹp, tổng trọng lượng là khoảng 2.4 kg. Đó, cho một cái đỉnh rồng của ngày hôm nay. Chiều cao tổng thể là có khoảng là 39 cm, bề ngang là có khoảng 20, rất là to, to nặng ha. Và có giá giao lưu với mình là một cái bình như thế này, đồ đào nha, là có giá giao lưu với mình là 3.500.000 cho mã số 6 ha. Rồi thứ hai mã số 7 của chiều tối ngày hôm nay thì bên em còn được một tượng bà chúa xứ nha. Đó, đây là tượng bà chúa xứ, tổng trọng lượng là khoảng 5.8 kg. Đây là mã số 7, chiều cao tổng thể là có khoảng là 32 cm, bề ngang là có khoảng là 18, chất liệu bằng đồng. Có giá giao lưu cả nhà mình tượng bà chúa xứ ha, 2.800.000 cho mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8 mà bên em giới thiệu với cả nhà mình cũng còn được một sản phẩm đồ đào nha, cho mã số 8. Ở đây là một sản phẩm đồ đào luôn nha. Đây là một cái bình ở trên này có hai cái quai sách này, có hai chú chim ha, chất liệu bằng đồ đào. Và cái này chữ được khắc ăn mòn trên đây, cực kỳ đẹp, có tổng trọng lượng là 2 kg. Đây một cái bình, chiều cao tổng thể là 25 cm, bề ngang là có khoảng là 13, chất liệu bằng đồ đào nha, có hai cái quai sách ở trên luôn ha, đồ đồng đào. Có giá giao lưu với cả nhà mình là 3.500.000 cho mã số 8 có trong video hôm nay. Rồi tiếp theo mã số 9 trong video ngày hôm nay thì giới thiệu với cả nhà mình còn được một tác phẩm tế công chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg, và chiều cao của tượng tế công này rơi vào khoảng là 33 cm. Rồi bề ngang là 14, chất liệu bằng đồng. Và có giá giao lưu với cả nhà mình tác phẩm tế công ngày hôm nay là 2.200.000 cho tác phẩm tế công ha. Đây là mã số 9 trong video hôm nay. Và cuối cùng là mã số 10 mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong clip buổi chiều tối ngày hôm nay ha, là một tượng Phật Di Lạc nha. Mã số 10 ha, mã cuối cùng trong buổi chiều tối ngày hôm nay mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình. Đây là một tượng Phật Di Lạc cánh tiền, chất liệu bằng đồng, tổng trọng lượng là khoảng 13 kg cho một tác phẩm như thế này. Ở dưới là một khẩu vàng rất là to ha, ở trên là ảnh Phật Di Lạc gánh gậy như ý nha, chất liệu bằng đồng. Đây quay một vòng cho mình xem ha, đây là mặt sau đây. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình là 6.500.000 cho một ông Phật Di Lạc rất là to ở ngày hôm nay ha. Để đo kích thước cho mình xem nha, ông này ha, ông này rất là đẹp nha. Chiều cao của con là tầm khoảng là 42 cm. Rồi bề ngang của tượng là tầm có khoảng là 39, chất liệu bằng đồng. Đây cũng là mã số cuối cùng mà bên em giới thiệu cùng cả nhà mình trong buổi chiều tối ngày hôm nay ha. Xin chào và hẹn lại cả nhà vào những video tiếp theo của những sản phẩm đẹp độc và lạ bên đồ cổ Cần Thơ em nha. Xin chào và hẹn gặp lại.